Em kết quả tóc của anh quá. Thật sự em rất muốn đi theo anh làm đàn em của anh. Vinh Hào làm đàn em của anh thì làm gì em? Tại sao em là đàn ông mà em lại mê anh mất rồi? Thích phong cách của anh, thích cách anh nhảy đẹp, mê luôn. Đặng Hoàng Việt thế em ơi. Em nhớ ngày 24 tháng 7 năm 2015 là ngày anh ADD em. Bây giờ mất bạn bè anh rồi. Em bắt đền anh, idol 65 của em à. Linh Đàm ơi, anh bị mất Linh rồi mà. Nhớ cả ngày 24 tháng 7 2015 là ngày mình đồng ý. Khiếp quá. Cái đứa con gái ngồi cạnh anh em đi học hâm mộ anh lắm. Thế à, nhà anh có bán ke không mà sao nhìn anh yêu quá. Yêu thế cơ em, nhiều anh em cứ bay đặt giống anh cả nhìn buồn cười lắm. Barbie của em mỗi lần em bật YouTube thấy anh nhảy, nó nhảy theo và cười quá trời. Bắt bật nhạc anh đôi, à đấy à. Nhà anh không bán rượu nhưng em nhìn anh em phê gì. Anh chào Nguyễn Thị Kiều Linh nha em ơi. Nguyễn Thị Kiều Linh ở siêu em một lọ kìa. Nguyễn Thị Kiều Linh em không xuống đây chơi với anh à. Dũng nó dở rồi Nguyễn Thị Kiều Linh ạ. Dũng nàng quả nhớ Linh nắm thế này lọ. Linh này chạy ra bảo Dũng ơi anh chơi trò xếp ảnh mẹ em đi. Alo. Ừ ai đây? Ừ anh đang livestream à? Em nói chuyện với anh trên livestream nhá. Em chia sẻ livestream cho anh chưa? Em tên là gì để anh chào? Ngô Duy Nhân á. Ờ anh chào Ngô Duy Nhân nhá. Ngô Duy Nhân chia sẻ livestream cho anh đi nhá. Ờ anh chào tất cả các em nhá. Các em vào chia sẻ livestream của anh đi. Thế nhá, anh nói chuyện trong livestream em nhá. Em ra nói chuyện livestream nhá. Ok. Linh hôm nào xuống anh chơi đi. Đúng rồi, anh cho em xem nhiều hình ảnh của Dũng rất tình lắm. Rất tình uống rượu xong là nước mũi cứ chảy ra. Rồi cứ bảo Linh ơi thế này loạn. Anh lú nó luôn, anh bảo mẹ con Linh Bắc Giang này. Anh bị ôm đồ đấy, anh nó định mà mượn xe anh nó xuống tận là Bắc Giang nó tìm em. Mình bảo anh lú. Anh chào Giang Ngọc Trịnh nha. Lâu lắm em không gặp em ơi, giờ này thế nào rồi? Em lấy chồng chưa em? Thì em cắt tóc cả phố khen á. Được. Thấy anh phát trực tiếp em mừng rơi nước mắt. Gái Bình sao làm sao mà rơi nước mắt em? Thằng nào zip Facebook anh zip lại luôn. Gần Nam ra Bắc. Anh biết được ai zip với anh thì anh bắn nó luôn. Em phải bắt đền idol. Em tưởng anh không lấy lại link nữa. Lên em ngủy theo anh. Giờ lập link mới không có. BB à, sắp 20 tháng 11 rồi anh dự tính về trường em. Trung học phổ thông Lương Tài. Về đấy làm gì em? Về may ở đấy à? May cho các cô xem à? Là người đàn ông mà em phải hối hận khi rời xa. Em cao 1m70, nặng 60 cân. Trong cái bữa livestream lần trước sao mà nhìn anh to đấy. Anh cao 1m70 mà nặng 60 cân. Chẳng hay quá. Like không có. Còn quà áo của Hoàng là anh toàn mới mặc thôi chứ hôm nào mặc như. Bên anh có tuyển người thu tiền thu góp không ạ? Anh không em ạ. Anh vừa cắt vừa nói em là fan anh Bảnh rồi còn nói mua quần của anh Bảnh nữa. Nhưng quần của anh chưa ra mà. Giới thiệu cho em anh bên cạnh nhá. Đây anh bên cạnh là Phạm Tuấn em ạ. Bên cạnh có người yêu rồi. Người yêu anh bên cạnh à. Mới có em ạ, bị quản lý rồi. Chim bị cho vào lồng rồi. Alo. Alo.
Linh làm anh ấy lại được link mà không ADD lại. Em xem em idol anh 6 năm rồi đấy. Không em chết à. Ok Linh làm ơi, chị bán thuốc trắng răng à. Link fake của anh chắc mai mới lấy lại được em ạ. Mất rồi, chắc còn mất ẩn thì phí lắm mọi người nhở. Click anh dùng được hơn 2 năm rồi mà bây giờ mà mất ẩn thì phí lắm, buồn lắm. Em chia sẻ mấy nghìn này rồi anh hiếp. Anh yêu ơi em về Trúc Sơn, Trương Mỹ em quẩn đi kết anh nắm. Em muốn làm đàn em anh, làm đàn em anh làm gì?